Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 27 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, đối thoại, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân huyện, tập trung vào các vấn đề như khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng nghiệp, giải quyết việc làm và chế độ chính sách, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, đưa chuyển đổi số vào chương trình giáo dục phổ thông đạt hiệu quả, các giải pháp để giúp người dân không bị lừa đảo trên không gian mạng. Các câu hỏi đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện trả lời cụ thể, đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cần tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên của huyện nhà được cống hiến sức trẻ cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện,